năm 2008, Justin Mason đã đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế và gây xôn xao dư luận với những chùm ảnh đen trắng về hai mẹ con người điên ở Hà Nội. Người đàn bà bất hạnh ấy là Lê Thị Mùi, sinh năm 1965 ở Ninh Giang, Hải Dương. Hoàn cảnh sống khốc liệt đã dìm sâu số phận chị xuống tận đáy cùng đau thương. Hai người đàn ông, một quan chức cán bộ và một dân anh chị giang hồ vặt đã đến và đi trong cuộc đời chị như là để hủy diệt, lưu đày chị. Một mình chị, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, đã từng bị lừa bán sang Trung Quốc, rồi may mắn trở về, lê la đói khát, ăn mày, nuôi ba đứa con vô thừa nhận. Với cái đầu không bình thường vì sang chấn tâm thần cùng căn bệnh thế kỷ lơ lửng trên đầu. Xã hội hiện đại không bỏ rơi chị, nhưng cũng không ai, cái gì có thể níu néo hay chữa lành vết thương trong tâm hồn chị. Năm 2003 đấy, lên Hà Nội, nói chung là lên Hà Nội, bố là lên Hà Nội, cái mùa hè là năm 2003 lên Hà Nội, cháu Minh là nghỉ học, thì lên đấy là buôn bán ở đấy, lên đến cầu là cho mấy mẹ con là ăn, ăn xong là ba cháu ngủ thì là mẹ ngồi trông xe, mấy này trông con. Cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu, y như cổ tích. Có một người đàn ông như Phật sống đã hồi sinh cuộc đời chị bằng chính tình yêu thương kỳ lạ và độc đáo của mình. Anh tên là Nguyễn Tuấn Nghĩa, sinh năm 1974 ở 23 phố Hàng Giấy, Hà Nội. Em có người nghèo khó, ít vật chất, cuộc sống khó khăn nên là cuộc sống người ta xa hoa phù phiếm, ta đơn phim ảnh em rất thích. Thì mình chưa có, nhất là trong đời này em chưa được hưởng những cái thèm lắm. Em thèm, em mơ, em đua đòi. Em đua đòi thì nó dần dần cái tâm em nó mất cân bằng. Mất cân bằng là cái gì? Trước thì không có thì nó không biết thế nào là mất cân bằng, vẫn như xưa, vẫn cứ đi làm ăn buôn bán lang thang vật vờ, vẫn chịu được cái khổ, nhưng bây giờ nó sướng là cái gì? Không phải như xưa thì bắt đầu là cái đua là muốn ăn sạch, ở sạch, để suy nghĩ nghe nó vẻ, đua theo thời thế, cái thằng khôn hơn mình học theo một tí, cứ tập tuệ như thằng phải. Hồi nào là mới đón nó về đây, hồi trước anh thì nó rất ngu ngơ, nhưng cái ngu ngơ nó rất trong sáng hồn nhiên là gì? Nó ngây ngô như thế mà nó không có cái ý xấu. Bây giờ ý xấu rất nhiều, vì sao nó đua đỏ. Cô không có tiền thuê nhà trọ vì lúc hết tiền rồi, thì đành ra đành bụng mang dạ chửa sắp chết rồi, thế là không có tiền để ăn uống thì đói khát. Thế là đành nằm ngoài đường để chờ chết. Đến năm 99. Nhưng mà nhờ trời thì cũng có người tốt, thì là xã hội có những người tử tế thì người ta cũng đưa đến viện cấp cứu, thì là cũng vào viện đỡ đẻ được, thì là ra đời cháu Thủy, thì là thêm đứa con thứ hai. Thì đấy là lúc đó là cái hoàn cảnh là cô bị tâm thần, thế là mang tính chất là nó suy nhược cơ thể, thì là về nhà hơi hoang tưởng một thời gian. Thì là từ đó là hết cái bệnh hoang tưởng đó, thì là mẹ tròn con vuông thì là tốt rồi, và cũng không biết có giấy xét nghiệm HIV không, nhưng mà chắc là không có. Thế đến cháu thứ hai là năm 2002 là cháu Phả, thì cũng vậy, thì là đấy thì là
hai cháu là cái hoàn cảnh cô rất vất vả, rồi anh chồng thì nghiện như thế. Đấy, trước khi cô nói chuyện thế thì là tôi thì chưa được biết cái đó, nhưng biết rồi thì mình rất thông cảm và cũng không còn nghĩ là mình còn sợ cái bệnh HIV. Anh đến với chị xuất phát từ cái tâm của một bậc chân tu giữa đời thường. Tình yêu ấy mạnh hơn cả tình thân, đã cảm hóa thuyết phục được bố mẹ anh, để từ đó tạo ra một gia đình đầu trọc độc đáo, lạ lùng, ngay giữa lòng Hà Nội. Con là ngoan, khoanh tay là gì là lễ phép, đó là cái văn hóa của người Việt cổ. Thuận hòa trong gia đình là con dứa, con là cốt cách của cái dân tộc. Ngày nay là cái thời hiện đại, con người ta bị cắt một cái văn hóa cổ truyền, có thể là vì bận rộn, mỗi người theo một việc mà ăn ở cơ quan, ăn công sở ở nhà thì có một người ăn, không có thời gian về nhà sinh hoạt, là người ta ngại ngùng trong cái tình cảm gia đình vì người ta có những ý tưởng riêng, không thể thổ lộ cho những người thân, là mất đi những cái sự giao cảm, những thành viên gia đình, bố mẹ con cái nó cách nhau. Từ chỗ ghê sợ hắt hủi người mẹ điên, bố mẹ anh đã chấp nhận yêu thương, cứu mang, mua cho họ một căn hộ chung cư khu đô thị Văn Quán, phòng 702 CT2B, và nuôi nấng tất cả cho đến tận khi nào không thể. Và chính họ đã là mạnh thường quân cho anh chị. Anh yêu thương chị theo cái cách của anh, rèn giũa chị như rèn giũa trẻ thơ, như bố với con, như anh em ruột già máu mủ, bằng cái tâm của một người Phật tử chân chính. Và chính cái tình yêu bao la, giản dị mà vĩ đại ấy đã kéo chị ra khỏi ốm đau, bệnh tật cùng những cơn điên loạn tâm thần, trở về với đời thực như bao người bình thường khác. Từ anh, chị đã hồi sinh, sống lại, được làm người một lần nữa. Mười năm không phải là một quãng thời gian dài, nhưng cũng chẳng ngắn cho cái gọi là cuộc sống hôn nhân gia đình. Khi báo chí vẫn ra giả thảng thốt kêu lên báo động về những vụ án tình thê thảm, tỷ lệ hôn nhân tăng lên chóng mặt, hạnh phúc gia đình chỉ là ảo ảnh phù du hay cái vỏ bọc bên ngoài hào nhoáng, thì cái hạnh phúc đơn sơ của anh chị vẫn khiến cho những người bình thường, thậm chí thông minh, thành đạt phải giật mình suy nghĩ và nhìn lại mình. Biết đâu cuộc sống vô vi, hạnh phúc của anh chị lại là mơ ước phấn đấu cả đời của họ. Không ai biết ngày sau sẽ ra sao, nhưng chỉ biết 10 năm trời, cái gia đình đầu trọc ấy vẫn hạnh phúc quây quần bên nhau, như không thể có gì chia lìa, xa cách họ. Thường là tầm 9-10 giờ, trước thì nhà gần thì đi bộ ra một mình, bây giờ thì này, kinh nghiệm nó nhiều thì lấy vợ con thì cũng dắt, đôi khi dắt cả vợ con ra thì cũng hay về muộn, là ra muộn. Nó khi ra muộn thì con người nó được đạt được cái sự an toàn của cái tâm lý, là luôn luôn thấy thanh bình và không có cái tư tưởng cảm giác là mình cô đơn giữa mọi người. Cũng dắt thêm gia đình ra để tạo thêm một cái động lực cho chính mình là có cái năng lực hạnh Bồ Tát, là muốn giúp đỡ những người mà mình có khả năng yêu thương và quan tâm giúp đỡ. Thiền thế này thì nói chung là bây giờ từ ngày ở với anh thì là tư tưởng là nó an lạc hơn trước. Là cái ngày ở một mình thì nó lo toan, thì lo lắng nhiều. Thế thì ngày ở với anh thì nói chung là lại thay đổi được cái nghiệp, là đi ăn mày nữa. Thì là cái về cái mưu sinh là mẹ cháu là không phải lo lắng như trước nữa, không phải nặn nỗi đêm tăm ngày xưa, mà giấc ngủ là nó được yên tâm hơn, không như ngày xưa là ngoài đường. Đấy.
Không ai biết ngày sau sẽ ra sao, nhưng chỉ biết 10 năm trời, cái gia đình đầu trọc ấy vẫn hạnh phúc quây quần bên nhau, như không thể có gì chia lìa xa cách họ. Mỗi ngày, họ vẫn lặng lẽ đạp những vòng quay an lành, chậm chậm trên đường phố Hà Nội, như không hề biết đến hay quan tâm tới những náo nhiệt phù hoa đang điên cuồng bủa vây quanh họ. Cái không gian bình thường của họ là cái vô hạn, bình yên, đẹp đẽ, giá trị và vĩ đại hơn rất nhiều những điều bình thường mà vô nghĩa vẫn nhan nhản đầy mặt đất này. Tôi là người hàng xóm, đồng thời tôi cũng là một người bạn của anh Nghĩa. Vợ chồng anh Nghĩa theo tôi quả thật là một cặp đôi không bình thường. Nhưng anh Nghĩa lại là người rất hiểu biết về đạo Phật. Anh là một người sống tình nghĩa. Đối với lại khu chung cư của chúng tôi thì vợ chồng anh Nghĩa thì không có gì mà chúng tôi phải phàn nàn. Chúng tôi trân trọng những con người ấy, dù trong suy nghĩ của họ và trong tâm sinh lý của họ có những cái hoạt động khác thường. May làm sao cô ấy lại gặp được chú này, một cái gia đình tôi thấy không ngờ là rất hạnh phúc. Mặc dù lấy nhau hơn 9 tuổi, thế mà rất thương vợ. Tôi thấy hiếm có đấy. Ở trên cõi đời này không có một cái gia đình nào mà lại được hạnh phúc, mà lại vợ chồng so le như thế. Một cái tấm lòng thương người không thể có được ở nước Việt Nam này. Đời cô ấy rất khổ từ bé đến giờ. Đến khi tôi gặp ở đây tôi mới biết được là cô ấy lấy chồng không ngờ là được hắn hoay như thế này. Cái không bình thường của họ là cái vô hại, bình yên, đẹp đẽ, giá trị và vĩ đại hơn rất nhiều những điều bình thường mà vô nghĩa vẫn nhan nhản đầy mặt đất này. Hạnh phúc đâu phải là cái gì đó quá xa xôi, mơ hồ, chập chờn hư ảo hay quá cầu kỳ phức tạp. Và một đời người đâu nhất thiết phải có quá nhiều thứ trong hành trình sống ngắn ngủi của mình. Như những người bình thường đã từng nghĩ và trả giá suốt đời.